Quý vị và các bạn thân mến, đầu năm 2019, phiên giao dịch đầu năm, mùng 2 tháng 1 năm 2019. Thực sự thì thị trường chứng khoán 2019 sẽ biến động như thế nào? Và sắp tới đây thì chúng ta liệu có thể tận dụng được cái gì trong cái những cái biến động để có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường bằng việc là tận dụng những cái nhịp tăng giảm của thị trường để kiếm lời. Thì điều này thì thực sự là đưa ra những cái dự báo thì thực sự là rất khó. Tùy vào tình hình thực tế, tùy vào những cái đợt giảm điểm sâu, hoặc là tùy vào cái độ gọi là đắt rẻ của cổ phiếu, phụ thuộc vào sự biến động của giá, nó sẽ tạo ra những cái chỉ số tài chính nó phù hợp hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể vẫn tiếp tục duy trì cái phương pháp gọi là giao dịch theo kiểu là phục kích, tức là tận dụng những cái nhịp, những cái đợt gọi là thực sự thị trường bị phục sell thì chúng ta có thể mua vào và bán ra khi mà thị trường hồi lại cái vị trí cân bằng, tức là chúng ta hưởng được cái lợi ích từ việc mua rẻ hơn thông thường và bán ra với mức bình thường. Thì cách này thực sự được ứng dụng rất là tốt cho năm 2018. Chúng ta có khoảng 2 đợt, 2 hoặc 3 đợt gì đấy của thị trường giảm sâu và có một cái đợt hồi phục đủ dài từ 3 tới 5 tuần. Thì chúng ta cũng đã có thể, nếu như mà nhìn lại cái năm 2018 thì có thể là chúng ta cũng dễ phát hiện ra rằng là thực sự là chỉ có những 1 hoặc 2 đợt như vậy thôi. Từ đó thì chúng ta thấy rằng là với những cái khó khăn ở phía trước, rất nhiều vấn đề, thì chúng ta sẽ tận dụng những cái đợt tăng giảm như vậy để vào ra kiếm lời ngắn hạn phù hợp nhất. Tất nhiên thì phương pháp này thì sẽ không được khuyến nghị cho anh chị em và các bạn và những nhà đầu tư không chuyên, và tiếp tục đưa ra cái nhận định về thị trường không mấy tích cực cho năm 2019, và những nhà đầu tư dài hạn thì có thể xem xét chờ thêm. Thì buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ dành ra ít phút để bàn về một vấn đề gọi là khai bút đầu năm, thì bàn về một vấn đề khác mà chúng tôi có được nghe, có được theo dõi trên các phương tiện truyền thông, thì đưa ra một cái câu hỏi là làm thế nào để tự do tài chính. Đây là thứ mà truyền cái động lực cho giới trẻ trong năm 2018 bằng cái phong trào khởi nghiệp và thúc đẩy cái tự do tài chính, tạo nên cái ảo tưởng về sức mạnh cho giới trẻ trong giai đoạn vừa qua. Tuy vậy thì không phải là không thiếu và cũng không phải là không có cách để có thể tự do tài chính sớm. Nhưng một cái câu hỏi được đặt ra khó hơn, đó là với mức lương 7-8 triệu thì làm thế nào để tự do tài chính trước 40 tuổi? Cho một sinh viên mới ra trường được coi là khá, xin được việc ở một cái công ty có mức lương khởi điểm ban đầu từ 7-8 triệu. 7-8 triệu thì làm thế quái nào mà tự do tài chính được, trừ khi là trúng số. Bởi vì theo những cái phân tích gần đây trên VTV3, Cà Phê Sáng, rồi những đơn vị truyền thông tài chính thì cho rằng là nếu mà tự do tài chính, tức là chúng ta phải có gọi là thu nhập thụ động từ cái khoản tiền gốc ban đầu là khoảng đâu đó từ 20-30 ngàn đô cho một năm, tức là nó nằm ở khoảng 400-600 triệu cho một năm từ cái khoản tiền mà chúng ta có, tức là được gọi là tạm cho là tự do tài chính. Thì như vậy thì theo cái tính toán của họ thì cho rằng là chúng ta phải có khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản. Thì cái khoản 10 tỷ đó có thể một cách đơn giản là gửi ngân hàng, mỗi tháng chúng ta cũng sẽ có khoảng vài chục triệu, và nó đảm bảo cho chúng ta rằng là với cái mức thu nhập thụ động mà khoản tiền đấy nó không bị mất đi gốc, mà vẫn cho chúng ta cái tiền gọi là dòng tiền thuần về là một năm là 20-30 ngàn đô, tức là tính ra tiền Việt là nó khoảng tầm 400-500 triệu để chúng ta tự do tài chính. Vậy thì sinh viên ra trường nhìn thấy như thế mà mức lương, đôi khi có những sinh viên ra trường thì mới có thể kiếm được có thể 5 triệu, 6 triệu thôi. Tôi cho mức lương trung bình là 7-8 triệu cho một sinh viên 22 tuổi tốt nghiệp đại học ra trường, thì cho là 8 triệu đi. Thì làm thế nào? Tiết kiệm kiểu gì
để có 10 tỷ trước khi 40 tuổi. Làm sao? Thì có nhiều người bảo là dễ thôi, hàng ngày thì cứ trích ra khoảng tầm 20.000 để mua Vietlott. Có người khác thì bảo là Vietlott thì có khi là khó trúng, tỷ lệ xác suất thấp. Thì mua sấp xổ số kiến thiết miền Bắc. Không thì có cách khác hay hơn, chơi lô chơi đề đấy. Chơi cả chơi nuôi lấy cặp lô cặp đề để nào đó thì nhanh thì dễ thôi. Thì từ 22 tới 40 thì cứ nuôi đều như thế thì kiểu gì nó cũng trúng. Nó cũng là một giải pháp rất là thú vị. Vì vậy thì thực ra là hôm nay chia sẻ và trao đổi với anh chị em và các bạn thì ở một cái góc nhìn khác, không phải là cái góc nhìn như vậy, góc nhìn khác khác hoàn toàn so với lại 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 các kênh truyền thông tài chính đưa ra. Bởi vì thực ra là con số 10 tỷ thực sự là nhìn thì đã thấy choáng rồi, làm sao mà có thể có được 10 tỷ, tức là tương đương với lại nửa triệu đô, tương đương với 500.000 đô, mà 22 đến 32 là 10 năm, đến 42 là 20 năm. 20 năm đi làm chả có cách nào mà tiết kiệm mà gọi là mà được 10 tỷ để mà tự do tài chính trước 40 cả. Chả có cách nào hết. Trừ là tham ô tham nhũng, trừ là làm quan chức gọi là vươn lên một cái tầm cao mới rồi sau đấy tham ô tham nhũng hoặc là lừa lọc gì đấy thì mới có thôi, chứ còn lương 8 triệu tốc độ tăng lương trung bình khoảng 20% một năm thì cũng chẳng có bao giờ có được luôn nữa. Chắc chắn luôn. Anh chị ông tin thì cứ tính thử đi, không cách nào hết. Và đương nhiên là 8 triệu đó, mức lương đó thì cũng phải trích ra khoảng tầm từ 60 đến 70% để gọi là tiêu dùng thường xuyên thì mới trừ ra được cái khoản tiết kiệm. Vậy thì làm cách nào bây giờ? Làm cách nào bây giờ? Thì thưa với anh chị em và các bạn là đưa ra những con số như thế, phân tích như thế, dùng các cái công thức về tỷ lệ 4% rồi của VTV họ đưa, rồi sau đó là sử dụng cái quy tắc 72 này kia, thì tôi thì cũng sử dụng những phương pháp đó. Thực sự thì chúng ta sẽ nhìn nhận một cái vấn đề nó hơi khác đi một tí, khác đi một tí. Nói như thế này này, ông bà ta đã có câu là có bột thì mới gột nên hồ. Thực ra là xu hướng của giới trẻ bây giờ thì trải nghiệm, tiêu pha và tiêu dùng có xu hướng là bằng hoặc vượt những gì mình kiếm được. Đây là cái hồi chuông mà khá cần phải được nhắc rất là nhiều trong cái giới trẻ hiện tại. Một cái nữa mà tham vấn một số chuyên gia nước ngoài của người Nhật và người châu Âu thì họ cho rằng là người Việt Nam rất là lười nhác. Rất là lười nhác. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ thấy là nếu như họ điểm qua các quán cà phê vào buổi sáng thì ở Việt Nam cái tỷ lệ mà ngồi quán cà phê trà dư tiểu hậu đến khoảng tầm trước 8 giờ là rất là đông. Rất là đông. Về chiều thì sau 5 giờ thì tại các quán nhậu ở Việt Nam thì đông hơn là chợ. Đông hơn là chợ. Và với những nước phát triển trên thế giới, thực ra đây là góc nhìn chân thực của các nước phát triển trên thế giới, ví dụ như là Singapore, ví dụ như Thái Lan, ví dụ như Nhật Bản, những nước mà có tính tương đồng về 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 khí hậu với chúng ta, thực sự họ đi làm rất là sớm và họ kết thúc cái công việc rất là muộn, rất là trễ. Những cái ngành dịch vụ liên quan đến kiểu như là ở chúng ta thì toàn là những người trẻ, ví dụ tiếp viên hàng không, ví dụ như là người hướng dẫn du lịch, ví dụ như người bảo vệ ở các nhà hàng khách sạn, toàn là những người lớn tuổi trên 60, là khi họ về hưu thì họ vẫn tiếp tục duy trì công việc. Còn lại thì những công việc mà có thu nhập cao hơn thì chủ yếu dành cho giới trẻ và họ làm việc cần mẫn hơn chúng ta rất là nhiều. Từ cái vai trò cái bị cái vấn đề như vậy, chúng ta đặt vấn đề như vậy thì chúng ta phải đưa ra một cái góc nhìn khác, tức là phải bắt đầu ngay từ những cái năm đầu 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 tiên thì chúng ta cần phải có những cái gọi là cái cân đối về cái tài chính ngay từ ban đầu, để tiết kiệm, để tạo ra một cái khoản tiền, để có một cái khoản tiền cụ thể vào 3 tới 5 năm đầu tiên thì chúng ta muốn làm gì mới làm được. Không có, thực sự là đúng là ông bà nói không sai đâu, không có bột thì chẳng bao giờ gột lên hồ, không có vốn thì chả có đầu tư được cái gì hết. Thì vậy thì nếu mà là sinh viên trẻ lương thì thấp mà bây giờ thì kiếm 8 triệu thì tiêu hết 9 triệu, đúng không? Xét đồ của em là cái quần 30 triệu, cái áo 25 triệu, cái đồng hồ 50 triệu. Thì thưa với anh chị em và các bạn, làm tiết kiệm xong mua cái iPhone, mua cái đồng hồ, mua cái áo, mua cái quần, làm quái thì còn tiền tiết kiệm, đúng không ạ? Mà không có tiền tiết kiệm thì chẳng có cái cách nào để mà cho anh chị tự do tài chính, mơ tưởng hão huyền hay là tạo động lực, hay là giống như là một số các cái chuyên gia bảo là chúng ta chỉ cần ngồi quây quần lại với nhau, nắm tay nhau, sau đó là đưa ra khẩu hiệu rồi tự kỷ ám thị là chúng ta sẽ giàu trong tương lai thì nó sẽ giàu. Chẳng có cách đó đâu, không có cái cách đó đâu. Cái cách đó nó chỉ là giải pháp là mua vé số hay Vietlott gì đấy, trước đó tôi đã nói rồi.
Thì chúng ta đi vào vấn đề luôn, tức là như thế này. Ngay từ những năm đầu đời, nếu thực sự muốn tự do tài chính, muốn thực sự muốn có thể là tìm các giải pháp để gia tăng cái lợi ích về tài chính, thì chúng ta cần phải có một cái khoản vốn gốc. Mà muốn có khoản vốn gốc thì gọi là bằng mọi giá chúng ta phải để dư ra được khoảng tầm từ 10 tới 15% cái thu nhập của mình, bất chấp tất cả các vấn đề, tức là gần như là không bao giờ được tiêu tới cái khoản tiền đó. Với lương 8 triệu chúng ta thì dành ra khoảng tầm từ 800 nghìn tới 1 triệu, triệu rưỡi, và cho rằng là lương của chúng ta chỉ có khoảng tầm từ 5 triệu mấy đến 6 triệu thôi, và chúng ta chỉ tiêu trong tất cả các vấn đề trong cái khoản đó, còn cái khoản để dành là bất di bất dịch. Tại sao lại như vậy? Trong lý thuyết tài chính nó có một cái vấn đề là dòng tiền thuần đều theo thời gian. Chúng ta càng để dành sớm, có khoản vốn sớm, đầu tư sớm, tiết kiệm sớm thì chúng ta càng có cái xu hướng là cái lãi suất kép nó sẽ đem lại cái tự do thịnh vượng như chúng ta. Thì chỉ có cái cách đó thì chúng ta mới có khoản vốn gốc. Sau có vốn gốc rồi thì muốn làm gì thì mới làm được. Còn chưa có cái giải pháp để tìm ra vốn gốc thì tự do tài chính vào mắt. Còn trừ khi là có đột biến trong cái thu nhập, tức là tự dưng ở đâu trên trời rơi xuống mà do mình quá giỏi gì đấy thì có một mức lương độ tăng đột biến thì cái đó tôi không nói. Nhưng với phần đa những anh chị em và các bạn nào muốn làm theo một cái cách thông thường, tức là làm công ăn lương, thì buộc phải tiết kiệm và thay thế bằng cái câu chuyện là đổi đổi điện thoại lên đời, rồi đổi đổi quần đổi áo quá thường xuyên, rồi là đi du lịch quá nhiều trong một cái năm gọi là kinh doanh, mà trong khi đó là sức lao động của chúng ta thì đôi khi là còn trẻ khỏe, thì ngoài những công việc thông thường chúng ta có thể kiếm thêm một số công việc khác để có thể tăng thêm cái phần tiết kiệm, tức là chúng ta vẫn duy trì trong cái mức chi tiêu hiện gọi là hiện có và tăng tiết kiệm. Và khi tiết kiệm như vậy thì trung bình mỗi năm mỗi tháng chúng ta, tôi cho lấy ví dụ là chúng ta giỏi tiết kiệm thì mỗi tháng được 1,5 triệu, một năm chúng ta sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng tầm là mà 17 tới 20 triệu, 20 triệu. Thì sau khoảng tầm 3 tới 5 năm đầu đời, tức là cộng với những cái sự cố gắng và cái việc tăng lương, thì chúng tôi giả định là anh chị tiết kiệm được khoảng tầm từ 80 tới 100 triệu. 80 tới 100 triệu. Tôi cho con số là sau 3 năm thì khoảng 100 triệu tiền tiết kiệm. Thì đấy, bây giờ mới có vốn gốc. Chúng ta ít tiêu vào cái những cái vấn đề linh tinh này khác thì chúng ta có vốn gốc. Có vốn gốc rồi thì tuổi đi, chúng ta sẽ bắt đầu bước sang cái tuổi 25. Từ khi tốt nghiệp đại học từ 23 tới 25 thì chúng ta mới thấy một cái câu chuyện thế này này. Tại là từ khi nhỏ và thậm chí ở các trường giáo dục trung học phổ thông và trường đại học, thực sự nếu không học ngành kinh tế thì không có một cái sự giáo dục thích đáng về 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 cái hiểu biết về mặt đồng tiền. Thực sự là trong cái hệ thống giáo dục và giáo trình giáo dục của chúng ta không hiểu biết rõ ràng về cái vấn đề gọi là quản trị dòng tiền, quản trị cá nhân cái dòng tiền. Lý do tại sao là như vậy? Bởi vì người ta không làm cho chúng ta thấy được rõ là cái vai trò của cái vốn gốc ban đầu, và khi mà đầu tư với cái mức lãi suất kép thì chúng ta sẽ được hưởng những lợi ích như nào. Thì chúng ta có một cái công thức mà tính cái dòng tiền thuần đều mà tất cả các phương tiện đều dùng. Thực ra nó có cái công thức tài chính, nhưng mà nếu mà chia sẻ công thức tài chính với anh chị em và các bạn thì nó hơi phức tạp. Và chúng tôi đưa cho anh chị em và các bạn một cái phương pháp rất là giản đơn bằng cái phương pháp mà trên các phương tiện đã nói, đó là sử dụng cái con số 72. Đây là cái phương pháp tính gọi là gần đúng cho cái câu chuyện là bao nhiêu năm thì một khoản tiền ban đầu thì tăng được gấp đôi. Với cái biên gọi là lãi suất định kỳ là bao nhiêu? Tôi lấy cái ví dụ lãi suất định kỳ là khoảng tầm là 10% đi, tôi lấy ví dụ cái con số cho nó dễ. Thì nếu như mà để tăng một cái khoản tiền được lên gấp đôi với cái việc anh chị có vốn gốc rồi mà mỗi năm chúng ta thu nhập được 10% thì chúng ta lấy con số 72 chia cho 10 là 10% thì sẽ ra là sau 7,2 năm thì chúng ta sẽ tăng gấp đôi cái khoản tiền của mình, một cái gọi là cái khoản tiền gốc. Như vậy là rõ ràng chúng ta thấy là với mức sinh lợi càng thấp thì cái thời gian để tăng gấp đôi nó là càng lâu, và mức sinh lợi càng cao thì tăng càng nhanh. Cái điều mà chúng ta có thể làm được, cái việc mà tăng được cái mức sinh lợi thì điều đó là điều rất khó và không phải ai cũng làm được. Và cái điều chúng ta dễ làm được đó là tiết kiệm để tăng cái vốn gốc ban đầu lên. Thì vốn gốc ban đầu càng cao càng nhanh thì cái tỷ lệ tăng gấp đôi cho cái thời gian nó càng nhanh. Và cái điều thứ hai chúng ta hoàn toàn có thể làm được đó là chúng ta càng làm sớm thì cái thời gian dư địa từ cái khoảng trước 40 tuổi tới cái chỗ bắt đầu chúng ta có vốn gốc thì nó càng dài, thì chúng ta càng có cái đủ cái thời gian để có thể làm tăng cái dòng tiền của chúng ta lên. Thì tùy vào tình hình thực tế thì mỗi cá nhân, mỗi con người có mức lương khác nhau thì chúng ta sẽ suy diễn và chúng ta đưa ra được cái mức gọi là chúng ta sẽ đạt được
Tôi không lấy một con số cụ thể nào để cho anh chị em và các bạn về cái mức tự do tài chính, bởi vì tự do tài chính và cái nhu cầu tiêu dùng của mỗi người là khác nhau. Nên có thể có khi có lúc thì chỉ cần mỗi tháng là khoảng 10 triệu, một năm là khoảng 120 triệu thôi thì người ta cũng được coi là tự do tài chính rồi. Không nhất thiết giống như các cái kênh truyền hình cho rằng là mỗi năm phải 300-400 triệu để thì mới đủ chi tiêu cho con cái học hành này kia thì mới đủ tự do tài chính. Bởi vì tùy từng vùng đất, tùy từng địa điểm và tùy từng cái cách thức tiêu tiền của mỗi người thì chúng ta sẽ vận dụng cho nó linh hoạt. Nhưng cái vấn đề là chúng ta tính xem là nếu như chúng ta tiết kiệm sớm, có khoản tiền gốc sớm, chúng ta còn dư địa thời gian rất nhiều và chúng ta có thể tìm và chọn những giải pháp đầu tư đơn giản với cái mức lãi suất vừa phải và tỷ lệ rủi ro về mặt vốn gốc là thấp, thì chúng ta làm được hai việc mà chúng ta phải làm ngay. Một là tiết kiệm và đưa cái vốn gốc của chúng ta lên thật là cao. Càng cao bao nhiêu thì tỷ lệ double nó lại sẽ là càng lớn lên bấy nhiêu. Ví dụ như chúng ta tiết kiệm được trong vòng 3 năm đầu là 100 triệu thì chúng ta sẽ double cái 100. Còn nếu như chúng ta tiết kiệm được 150 triệu với cái khả năng tiết kiệm mà trong cái tuổi thanh niên chúng ta còn đang rất khỏe, rất trẻ, chúng ta tiết kiệm được nhiều hơn thì cái khả năng double là không phải là 100 nữa mà double sẽ là 150 triệu. Tôi lấy ví dụ như thế. Và cái thời gian chúng ta còn dài thì ví dụ như với cái khả năng về suất sinh lời là 10% thì thực ra là cũng khó, thì cũng là gọi là khó, nhưng mà nếu nói không khó thì nó cũng không khó. Với cái 10% là mức có thể đạt được bằng một số cái giải pháp và đầu tư giản đơn và ít rủi ro. Thì chúng ta cứ mất 7,2 năm để chúng ta tăng gấp đôi cái lượng tiền tiết kiệm của chúng ta lên. Ngoại trừ là trong những cái năm, trong cái khoảng 7,2 năm đó thì chúng ta còn có thể tiết kiệm thêm và cái vốn gốc của chúng ta sẽ tăng lên. Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm hai dòng tiền. Một là dòng tiền do cái gốc của chúng ta sinh lời, do là lãi suất kép. Thì cứ 7,2 năm là chúng ta tăng thêm được khoảng gấp đôi. Chúng ta có gốc 150 triệu thì sau 7,2 năm chúng ta có 200 triệu. Trong cái khoảng thời gian 7,2 năm đó chúng ta cộng thêm gốc thêm vào nữa thì cái lần double tiếp theo thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng tầm 250 triệu do cái câu chuyện quá trình chúng ta tiết kiệm thêm thì có thể sẽ nhiều hơn 250 triệu hoặc 300 triệu, 500 triệu đấy, tùy từng người. Thì tiếp theo 7,2 năm tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ double cái khoản gốc, gọi là gốc là lúc này không còn là 100 nữa mà có thể là sẽ là 250 triệu hoặc 300 triệu. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ double, thì chúng ta chỉ là từ 25 tuổi tới, tôi tính con số gọi là tròn là 42 tuổi cho cái chu kỳ là 22, 32, 42, tức là 20 năm. Thì chúng ta có 3 lần nhân đôi như vậy. Thì chỉ có một cái cách rất là rõ ràng và thông dụng, tức là chúng ta sẽ có 3 lần nhân đôi trong cái chúng ta muốn tự do tài chính trước 42 tuổi thì chúng ta có 3 lần nhân đôi. Và có 3 lần nhân đôi là cái đó là con số là tức là tiết kiệm sớm trước 25. Đúng không ạ chị và các bạn? Thì 3 lần nhân đôi thì phải là cái vốn gốc phải nhiều, thì chỉ có là tiết kiệm và để cho gốc nhiều lên và nhân đôi thì là sẽ nhanh nhất. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ có nhân đôi lần thứ nhất là từ lên 300, lần thứ hai là từ 300 lên 600 và lần thứ ba là từ 600 lên 1 tỷ 2. Tôi lấy ví dụ thế cho nó dễ, thì nếu có thể là con số nó sẽ khác tùy theo từng người. Và chúng ta sẽ có đâu đó là sau 42 tuổi chúng ta sẽ có một cái khoản tiết kiệm, và nhờ vào cái việc là lãi suất kép cộng với việc là tỷ lệ tiết kiệm gia tăng đều thì chúng ta có khoảng tầm trên dưới 3 tỷ. Trên dưới 3 tỷ. Thì đối với cái việc mà trên dưới 3 tỷ với cái cách giản đơn với bất kỳ ai cũng có thể làm được thì có thể sẽ là không tự do tài chính đối với một số người với cái mức thu nhập cao. Nhưng đối với một số anh chị em và các bạn, và chỉ có một cái cách duy nhất đó là làm công ăn lương, không có cái giải pháp nào khác, thì đó cũng là một cái cách đáng để chúng ta có thể có một cái gọi là nhà lầu xe hơi, tức là có một cái căn hộ để ở, có một cái xe để đi, thì chắc chắn là sẽ làm được và làm theo đúng như những gì chúng tôi chia sẻ thì xuất sắc xuất cao là sẽ thành công với hai cái điều kiện. Một là tiết kiệm càng sớm càng tốt, hai nữa là duy trì cái tỷ lệ tiết kiệm không đổi trong nhiều năm thì chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra được cái lợi ích rất là tốt cho cái khả năng tài chính của chúng ta. Thì đó cũng là một trong những cái vài cái chia sẻ mà trong cái buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi dành khá nhiều thời gian để nói với anh chị em và các bạn, để chia sẻ với anh chị em và các bạn. Mong rằng những chia sẻ này giúp ích cho nhiều người và cho tất cả những anh chị em và các bạn nào muốn có một cái nhu cầu tài chính tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới mỗi ngày hữu ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.